Chào mừng tất cả quý anh chị, quý nhà đầu tư. Hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người lô đất nữa nha. Lô đất này thì tọa lạc tại xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Như mọi người đang quan sát, lô đất này thì nằm ở mặt tiền tỉnh lộ 681 nha. Đối diện là Ủy ban xã Quảng Tâm, trường trung học và trường cấp 1, cấp 2 và trường mẫu giáo sát bên luôn nha mọi người. Lô đất này thì có tổng diện tích là 6 mét ngang và sâu 40 là 240 mét vuông nha. Và đã có sẵn 150 mét vuông thổ cư rồi. Lô đất này thì nằm ở phía đất âm nha mọi người, ấp âm hơn mặt đường khoảng tầm 2 mét nha. Phía đối diện đây, phía tay em chỉ đây là cái ủy ban nha. Nếu mà đi đường vòng thì lên đến ủy ban khoảng 500 mét, còn ở phía đối diện mình có cái đường đất là mình có thể chạy lên tới luôn nha. Còn từ lô đất này mà di chuyển về tới trung tâm huyện Tuy Đức, trường cấp 3 bệnh về đến trung tâm huyện Tuy Đức trường cấp 3 là khoảng tầm 7 km nha mọi người. Ở trung tâm huyện thì đầy đủ trang thiết bị như bệnh viện, trường, chợ, trung tâm hành chính nha. Và từ lô đất này ra đến quốc lộ 14A thị trấn Kiến Đức là 24 km nha. Lô đất của mình thì khu vực đông dân cư sinh sống này nha. Hiện tại thì xung quanh đã có nhà rồi. Ở phía dưới chân rẫy mình là có cái vị trí là lô 2 nha. Hai lô liền kề. Mình thì cái lô 2 thì mặt tiền bê tông nha mọi người. Giá của lô đất là 100 triệu trên một mét có thương lượng nha. Mọi người quan tâm đến lô đất này thì hãy gọi trực tiếp lên cho em nha. 6 mét ngang, sâu 40, 150 mét thông vương thổ cư. Giá 100 triệu trên một mét ngang. Tổng lô đất là 600 triệu nha. Giá này thì không có thương lượng nha mọi người. Thiện chí thì bác chủ cho bớt lọc lá để lấy may thôi nha. Mọi người đang theo dõi video của em, mọi người yêu mến em hãy cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho em nha. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi. Em xin chào và hẹn gặp lại.